khách chuộng đào chuông chơi Tết, nhà vườn kiếm hàng trăm triệu. Chị Đặng Bích Vân ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã nhập về hàng trăm cành đào chuông từ Yên Tử, Quảng Ninh để bán khi nhu cầu của khách tăng cao dịp sát Tết. Nhìn thấy một cái là mê luôn. Rất nhiều bạn bè nhờ lấy hộ, nhờ cái cơ duyên đấy thế là nhập về để bán. Thì khách ủng hộ rất là nhiều. Thị trường sẽ sôi động khoảng tầm từ 24 đến 29 Tết. Tầm đấy đào chuông bắt đầu nó rộ, nó nở nhiều thì khách họ sẽ vào mắt hơn. Mỗi cành có giá bán từ 500.000 cho đến tận 15 triệu đồng, đào dăm có giá 270.000 đồng một bó. Khi mà đào chuông nở ra thì nở rất đẹp mà cái độ tàn của hoa đầu sạch sẽ chứ không như đầu bích. Tôi là rất là ưa thích, mỗi năm dịp Tết thì cứ thấy lạ thì mình chơi thôi, mà chơi nó lại được lâu ngày. Loại này là không phải cứ có búp nụ là có hoa, mà nó có những cái búp sẽ chỉ ra lá thôi. Nhưng những búp hoa thì sẽ lên cả hoa, cả lá. Đào ta với đào bích thì khi mà nhận về là khách thường đốt gốc để cho nhanh nở. Nhưng riêng đào chuông không được đốt gốc mà chỉ cưa cái vết đấy đi để cho nó hút nước tốt thôi. Còn khi mà đốt thì nó sẽ teo mạch nhựa, nó chết ngay. Đào dăm ở Hà Nội hiện tại vào thời điểm này vẫn đang rất sôi động. Hàng mình về đến đâu là hết đến đấy. Mình đã bán được khoảng tầm 400 bó đào dăm rồi. Nhiều khi khách xỉ muốn lấy nhưng lại không dám bán vì còn nhu cầu của khách lẻ cũng rất là lớn. Đào chuông được người dân cắt tỉa từ cây tự nhiên trên núi Yên Tử. Loại này có nhiều màu như đỏ, xanh, trắng, phân bổ chiếu ở vùng núi cao từ 1.400 mét.